Ủa, đi đâu vậy? Hả? Ủa, sao mà đẹp trai quá vậy? Đi đâu vậy? Đi uống cà phê á. Ủa, ông cà phê giờ này đẹp trai quá Làm cho nó đẹp ha. trai xíu để đi xuống dưới uống cà phê á. Giờ biết uống cà phê luôn. Dạ. Đồ, màn hình này sao đèn thui vậy, cũng thấy gì hết rồi. Đồ, 3 năm rồi cũng thấy màn hình như thế này. Nhìn tám lắm rồi. Thôi, hay là để bố mình chuyên cho mình màn hình mới đấy. Thôi, được rồi. Bố ơi, Ồ, gì chuyên nữa? chuyên cho con hình mới đi, màn hình này đèn thui con cũng thấy gì hết nè, đồ nhìn chán quá rồi. Cái này thì chuyện màn hình, cái này do hình nên nè. Làm cho con hình nên á, hình nên này nhìn 3 năm rồi mà vẫn như thế này nè. Hình nên đèn thui chứ mày, thế mà tao biết mày do gì mà không có vợ rồi. Màn hình như thế này con cái nó không yêu đâu, còn phải tải màn hình nha, không cần chuyện đâu, còn vào đề tài nè. Muốn tải hình nên cho điện thoại của bạn hãy đến với Lucky Wallpaper và CH Play để tải ứng dụng nhé các bạn. Lucky ta xuất hiện, bấm và cài ngay thôi nào. Lucky và Paper là một ứng dụng rất hay và thông minh, thêm màn hình động, hỗ trợ sử dụng video TikTok, Instagram làm hình nền sống, cài đặt hình nền từ nhiều nguồn khác nhau, trải nghiệm ngay nào. Đây là một ứng dụng có rất nhiều thể loại hình ảnh như là hoạt hình, trò chơi, thể thao, giải trí, thiên nhiên, khác, động vật, họa tiết, hội họa, logo, thiết kế, nhân vật, ô tô, hài hước, công nghệ, âm nhạc, tình yêu, ngày lễ. Wow! Với độ chất lượng sắc nét HD, 4K, 3D, ứng dụng này thân thiết với tất cả điện thoại Android như Samsung, Oppo, Vivo, vân vân và vân vân. Chúng ta cùng nhau chọn ra một cái hình để làm hình nền nào. Vâng, tôi sẽ chọn hình này. Và tôi đã có một cái hình nền rất là đẹp và tuyệt vời vào mùa xuân và mùa Tết này các bạn ơi. Đừng quên đánh giá 5 sao cho ứng dụng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đây, bà Tê, con bị cẩn thận nha. Dạ, dạ, dạ. Ok. Đây, wow, đẹp quá. Ủa, điện thoại của nó hả? Bà bái bôi á. Ủa, hình nền đẹp quá. Ủa, mình đổi hình nền tiếp đi. Ủa, hai cái xe cho anh xe nào vậy ta? Đây xe bố này, đây xe con này. Mọi thứ, xe bố đã. Ôi, xăng hết rồi, đồ, bố mình nghèo quá. Xe mà hết xăng rồi, thôi, chạy xe con mình thôi. À, quên nó mũ. Lấy cái mũ đã chứ, lên xe đồ bữa này không ăn giao thông nó chặn đường lắm. Đeo mũ cho nó an toàn giao thông chứ. Cần dùng gì ạ? Dạ, uống cà phê ạ. Anh muốn dùng cà phê sữa hay cà phê đen? Ồ, cà phê sứ như thế nào? Cà phê đen như thế nào ạ? Cà phê đen, cà phê màu đen. Khi uống nó đắng đắng. Sợ lắm, sợ đắng lắm. Sợ đắng như thuốc á. Mình không uống đâu. Còn cà phê sữa là cà phê có sữa này, có đường, có đá và cả có trà nữa. Wow, cái này được ạ. Được rồi, lên đi. Vậy anh dùng cà phê sữa phải không? Dạ đúng 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 rồi. Cà phê sữa. Rồi. Ok.
Anh chờ một tí. Dạ dạ. Wow. Vào động vật thôi. Wow, động vật nó đẹp nữa con này. Wow, Big The Low thì mình làm ảnh cho Jin này rồi. Wow. Rồi, cà phê của anh đây. Dạ. Mời anh dùng. Dạ. Wow. Được, giờ mình uống nó xin như thế nào ta? Wow, thơm quá. Cái này được khô này. Ôi chủ quán ơi, cái này ăn được không chủ quán? Cái nào anh? Dạ, cái này là có ăn được không? À không được đâu, cái này là sắc của phê thôi. Vậy à? Còn đây này mới uống được nè. Đây. Ủa, đó, ăn đây được đó. Cái này là uống nước rồi. Đúng rồi. Dạ cảm ơn nhá. Yo, mày có chủ quản nếu không có chủ quản chắc mình ăn hết cái này luôn á. Wow, chắc cái này được. Ông chắc nó ngon lắm này. À! Đắng quá. Nhanh lên. Wow. Wow, đắng quá. Ngon. Nhất mặt mà. Wow. 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 Wow, ngon ngon đặc đắng. Wow, vừa mát nữa. Wow, thằng khoái quá. Wow, uống cái này ngon quá này. Vừa đắng, vừa thơm, vừa ngọt luôn. Wow, chắc cái này người ta hay nhỉ, uống lắm này. Hay như chắc mình uống sai rồi. Thôi, mình xếp lại đây. À, cái này cái gì vậy ta? Giống như bột ngọt. Ôi, thôi mẹ mình mua cái này mà. Bột ngọt. Chắc cái này chắc người ta bỏ bột ngọt á. Chắc uống cho nó ngon ngọt. Ngon quá, ngọt quá. Wow, chắc cái này mình ung này, cái này đắng, ngọt, thơm này, đúng đúng rồi ạ. Wow. Ngon quá. Wow. Ít thôi, uống hết luôn, cuối cùng luôn. Wow, đặc hơn. Wow, cái này mới ngon này. Wow.
hết rồi. Con ly này cũng ít kìa. Cà phê của anh đây. Mời anh Nhung. Trái cà phê như thế này rồi à, đúng rồi. Mình uống hồi nãy là uống sai rồi á. Thấy người ta uống khác khác mà. Được, để sang năm rút kinh nghiệm rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.